Ta cùng nhau áp dụng giáo lý của Đức Phật vào quản trị doanh nghiệp và đời sống nhé. Sách Năng Đoạn Kim Cương trang 110 có chia sẻ bí kíp để kinh doanh thành công và phát đạt về tài chính. Hãy gieo những dấu ấn trong tiềm thức của bạn bằng cách duy trì sự hào phóng để sống ở trong một thế giới hạnh phúc. Hãy gieo những dấu ấn này trong tiềm thức của bạn bằng cách duy trì lối sống có đạo đức để làm một nhà lãnh đạo thành công. Trong đời sống lẫn kinh doanh, hãy gieo những dấu ấn này trong tiềm thức của bạn bằng cách khuyến khích những hành động có tính, cách xây dựng và hữu ích. Ta cùng đọc toàn bộ sách Năng Đoạn Kim Cương để có thêm nhiều bí kíp. Gieo nhân tiền gặt quả tiền. Khi chúng ta không có nhiều tiền thì chúng ta càng cần hào phóng cho đi. Vì sao vậy? Giả sử trong túi chúng ta có 100.000, chúng ta báo hiếu bố mẹ, biếu bố mẹ cả 100.000, hoặc là báo ân tam bảo, cúng dường tam bảo cả 100.000 và giúp đỡ người nghèo cả 100.000 đó, thì có phải chúng ta đã trao đi 100% số tiền chúng ta có đúng không các bạn? Với tâm lượng lớn như vậy thì các bạn tưởng tượng xem cái quả của chúng ta lớn như thế nào. Cảm ơn các bạn.